sao phụ nữ ngoại tình ngày. Các bạn thân mến, nhu cầu trong mối quan hệ thay đổi, tiêu chí người bạn đời hay những rung động nhất thời đều có thể trở thành những nguyên nhân xảy ra việc ngoại tình. Việc người yêu, người bạn đời không đáp ứng được những mong muốn của bản thân sẽ khiến cho dù là đàn ông hay là đàn bà cũng sẽ muốn tìm kiếm những điều mới mẻ và hảo hơn. So với các thế hệ phụ nữ xa xưa thì người phụ nữ thế kỷ 21 này trông chờ nhiều điều hơn vào người đàn ông, vào một mối quan hệ, bởi hoàn cảnh xã hội bây giờ đã khác. Phụ nữ ngày nay tuy vẫn còn thừa hưởng những tiêu chuẩn chọn lựa người khác phái của tổ tiên, thế nhưng cũng đã có nhiều thay đổi hơn. Những cô gái tiên phong trong cuộc cách mạng tình dục không phải là những cô gái trẻ tuổi 20, cũng chẳng phải là những người phụ nữ tuổi 30, mà lại là những quý bà tuổi 40. Những chị em này đã có nghề nghiệp ổn định từ lúc họ 30, con cái cũng đã lớn và tự lập hơn. Bây giờ nhiều người trong số họ quyết định rằng họ không cần phải tiếp tục sống cuộc hôn nhân như thế này nữa, đồng thời cũng không muốn níu kéo thêm một mối quan hệ buồn chán, không có tình yêu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện được những điều mà người phụ nữ hiện đại thật sự mong muốn ở đàn ông. Đơn giản, đó là tình yêu, lòng chung thủy, sự quan tâm, sự chăm sóc, cam kết phải gắn bó, học thức, trí thông minh. Và cả những điều này không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng họ đều khẳng định ít nhiều là có những yếu tố cơ bản này. Những nhu cầu cơ bản mà các thế hệ phụ nữ xưa từng mong muốn ở người bạn đời của họ, tổ tiên chúng ta, đó là săn bắt giỏi, cung cấp được đủ lương thực và biết bảo vệ con cái. Tương tự, phái yếu thời hiện đại cũng thích những người đàn ông có tiền, có học thức, rồi lại phải có óc hài hước, rồi lại phải có cả địa vị và có cả quyền lực. Những yếu tố cho thấy họ có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của người phụ nữ. Đây cũng là lý do mà các cô gái ngày nay rất dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông nhiều tham vọng, thông minh, siêng năng, năng động và được những người khác nể trọng. Và cơ bản nhất là phải kiếm được nhiều tiền. Và theo một cuộc nghiên cứu vào năm 2008 thì tài sản của người đàn ông còn hấp dẫn hơn cả ngoại hình của anh ta. Cuộc khảo sát này tin rằng khoái cảm của người phụ nữ đã tiến hóa theo thời gian để cho phép họ gắn kết về mặt cảm xúc với một người đàn ông ưu tú bằng cách cho anh ta biết rằng cô ta thực sự rất hài lòng về khả năng của anh ta và vì thế sẽ không thể lăng nhăng với những người đàn ông khác được. Và điều đáng chú ý là những người đàn ông có nhiều tài sản thì hấp dẫn hơn, đồng thời biết cách khiến cho chị em phụ nữ đạt được nhiều khoái cảm hơn, bởi vì người giàu thì họ không bao giờ ngu cả. Có lẽ đây cũng là một lý giải về việc tại sao nhiều người phụ nữ lại cứ bị hấp dẫn bởi đồng tiền và cứ phải chạy theo những người đàn ông tiền bạc hư vinh như thế ấy. Và dưới đây cụ thể hóa sẽ là một vài những nguyên nhân khiến cho chị em phụ nữ hiện nay tại sao lại cứ ngoại tình ngày càng nhiều. Nguyên nhân đầu tiên tôi muốn nói đến đó là chị em cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân và không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Tất nhiên chán nản thì nó có rất nhiều lý do. Và để duy trì được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bền vững, tất nhiên cần đòi hỏi có sự cố gắng của cả vợ và chồng. Cả hai, đặc biệt là trong xã hội ngày nay, có quá nhiều căng thẳng, có quá nhiều những cuộc chạy đua mà dường như chỉ đặt chân ra khỏi cửa thôi, chúng ta đã phải bắt đầu một ngày mới với một tốc lực thật lớn. Cả hai phải thực sự thấu hiểu, đồng cảm, tôn trọng và bình đẳng nhau trên mọi vấn đề. Tuy nhiên thì thực tế vẫn có không ít các cuộc hôn nhân bất bình đẳng. Người phụ nữ họ vẫn phải đối mặt với nhiều thứ thiệt thòi và tủi thân. Những tư tưởng phong kiến tuy đã xưa cũ, thế nhưng cho đến hiện đại vẫn còn nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ trong gia đình thật sự các chị em rất vất vả, làm lụng cật lực, vất vả hy sinh hết mình vì chồng vì con, vừa phải đảm nhiệm các công việc bên ngoài xã hội, vừa làm vợ vừa làm mẹ, thậm chí là trở thành người giúp việc không công cho cả gia đình. Nếu như không may mắn bước chân vào gia đình khó tính, độc đoán và gia trưởng, thì người phụ nữ còn phải đối mặt với hàng trăm nghìn các thứ áp lực đến từ bố chồng, mẹ chồng, hoặc thậm chí là cả các anh chị em, cô dì, chú bác bên nhà chồng nữa. Do những phong tục lạc hậu, với những lối tư tưởng xấu, những tư tưởng kém văn minh từ thời xa xưa đã vô tình giết chết đi tâm hồn của người phụ nữ. Ngoài ra, trong những gia đình phong kiến thì thường coi trọng cháu đích tôn, họ đòi hỏi con dâu phải sinh ra một cậu con trai để nối dõi tông đường, và không ít người phụ nữ phải sinh nở liên tục để đáp ứng nhu cầu của gia đình nhà chồng.
Trong thực tế đã có rất nhiều các chị em bắt buộc phải phá thai khi mà biết mình bầu con gái. Thậm chí nhiều người còn phải ngậm đắng nuốt cay để chấp nhận cho chồng đến với người này người kia để kiếm một thằng con trai cho dòng họ. Những sự mất mát và thiệt thòi to lớn về cả mặt vật chất và cả mặt tinh thần mà chúng tôi vừa điểm qua vừa rồi, nó khiến cho người phụ nữ cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi. Và trong bối cảnh xã hội có thể tiếp cận với mọi luồng thông tin, mọi luồng ý kiến, và người phụ nữ biết sống cho bản thân mình hơn như ngày nay, thì đương nhiên chị em cảm thấy rất tủi thân, cảm thấy rất khổ đau về những điều mà mình phải chịu đựng và không còn tha thiết với cuộc hôn nhân hiện tại nữa. Chính vì vậy, khi gặp một người đàn ông biết tôn trọng, biết yêu thương, biết nâng niu, một hoàn cảnh sống khiến cho chị em được là chính mình, được sống tự do, sống hạnh phúc hơn là bị kìm kẹp, bị bó buộc trong một gia đình, tôi nghĩ có quá nhiều nỗi đau như vậy, thì đó chính là thời điểm mà chị em đang nghĩ đến việc ngoại tình. Lý do lớn thứ hai nữa là do cuộc sống đang ngày càng khiến cho những người đàn ông trở nên vô tâm hơn. Nếu như sống với một người chồng thờ ơ và vô tâm thì người phụ nữ lại càng có nhiều khao khát muốn đi tìm cho chỗ dựa vững chắc khác. Hình mẫu lý tưởng của nhiều những cô gái đó chính là đàn ông lịch thiệp, biết quan tâm, biết chăm sóc và biết tinh tế. Tuy nhiên sau khi lập gia đình thì các anh đàn ông, các anh thường hay vướng vào cái bẫy vô tâm này do một vài những nguyên nhân như là gánh nặng kinh tế quá lớn khiến cho người đàn ông quá bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho vợ con. Đồng thời nhịp sống hối hả khiến cho người đàn ông dần không còn thói quen chia sẻ, tâm sự và đôi khi không phụ giúp vợ trong các công việc hàng ngày được nữa. Hoặc là do tâm lý đã kết hôn rồi nên đôi khi khiến cho người đàn ông không còn muốn dành nhiều thời gian, cũng không còn phải hao tâm tổn sức để chinh phục người phụ nữ nữa. Do đó họ dần dần trở nên vô tâm và xem những ngày kỷ niệm, những ngày lễ, những ngày sinh nhật vợ là một ngày bình thường như bao nhiêu người khác. Tất nhiên cuộc sống thì chắc cũng không thể lúc nào cũng mong muốn nó màu hồng, lúc nào cũng sống trong sự lãng mạn được. Thế nhưng nếu như một người đàn ông chú ý, để ý những tiết nhỏ này cũng khiến cho chị em phụ nữ hạnh phúc hơn. Hoặc là do bản chất của người đàn ông vốn dĩ đã là vô tâm, một vài người dường như không quá để ý đến nhiều chi tiết và thường xem nhẹ tất cả mọi chuyện, trong khi phụ nữ lại là để ý tiểu tiết rất lớn. Chính vì vậy, nếu như một người chồng vô tâm hoặc là người vợ của mình đang cố tập trung rất nhiều lý do, rất nhiều luận điểm để đưa ra được rằng chồng mình ngày càng vô tâm, thì khiến cho chị em chỉ càng thêm đau khổ. Và đương nhiên khi chị em quá đau khổ và nghĩ rằng chồng không còn yêu, còn quan tâm, lý do mà khiến chị em ngày càng nhiều. Lý do thứ ba khiến cho chị em phụ nữ ngoại tình ngày càng nhiều hiện nay, đó chính là xuất phát từ công việc của chị em, đó là mối tình yêu công sở. Môi trường làm việc cũng là một trong những lý do chị em ngoại tình không thể dứt và ngoại tình ngày càng nhiều. Phụ nữ của xã hội hiện đại không chỉ quanh quẩn bên căn bếp mà đã biết độc lập về tài chính, có công việc ổn định. Ra ngoài làm việc tất nhiên là không tránh khỏi được việc tiếp xúc, việc giao tiếp với nhiều người, gặp gỡ với nhiều đối tác khác nhau. Chính vì thế mà tỷ lệ ngoại tình của người phụ nữ hiện nay cũng tăng cao hơn so với trước kia. Ở nhà thì chồng nhăn nhó, đôi khi còn quát mắng, ăn mặc thì lếch thếch. Nhưng đến cơ quan thì anh bạn cùng phòng luôn đánh giá cao năng lực của người phụ nữ, biết tán tỉnh, biết động viên khi mà người phụ nữ bị sếp da dày. Hoặc là trong những buổi đi cà phê, đi hát, đi ăn chung thì lại luôn thể hiện được sự ga lăng, sự quan tâm của mình. Thì đây chính là cơ hội để những thầm yêu thương, những thầm thương trộm nhớ bắt đầu nảy nở. Đồng nghiệp thì lại thường có chuyên môn giỏi, giúp đỡ người phụ nữ trong công việc. Ăn mặc thì luôn chỉnh chu, gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Chính từ sự quan tâm rồi cùng với lòng ngưỡng mộ rất dễ khiến trái tim của chị em rung động. Một mối quan hệ ngoài luồng thường xuất hiện ở những môi trường làm việc như là môi giới bất động sản, nhân viên các quán karaoke, bệnh viện, giám đốc và thư ký. Mỗi ngày làm việc với nhau ít nhất là 8 tiếng, dường như thời gian gặp gỡ và trao đổi còn nhiều hơn rất nhiều so với người chồng, người vợ ở nhà. Thế nên các mối quan hệ lén lút này thường rất khó có thể dứt bỏ được một cách triệt để. Một ngày vợ chồng sau khi tan sở, vợ thì hồi nấu cơm, chồng thì có thể đi chơi thể thao hoặc ngược lại. Đến bữa ăn cũng chỉ ăn cùng với nhau 30 phút. Lên giường thì lại mỗi người một góc, tự nghịch điện thoại, sống trong thế giới của riêng mình. Hôm nay không chia sẻ, ngày mai cũng chẳng có gì để sẻ chia. Thế rồi cuộc sống cứ dần dần như vậy và chúng ta coi rằng đó là sống bình thường. Rồi khoảng cách hai người xa nhau ngày càng lớn, trong khi môi trường công sở với những câu vui đùa, với những giây phút thư giãn bên nhau
lại khiến cho người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và tiết ra được nhiều hormone vui vẻ hơn. Chính vì vậy, chị em phụ nữ đang ngoại tình ngày với một làm việc càng tự do phóng khoáng nhỉ. Lý do thứ tư khiến chị em phụ nữ ngoại tình với số lượng cũng đang tăng nhanh, đó chính là tâm lý trả đũa. Hay còn nói cách khác, đó là do ông ăn trả bà ăn nem. Phụ nữ bây giờ làm việc xã hội nhiều, tiếp xúc với nhiều người và đương nhiên cũng bị ràng buộc nhiều bởi những quan điểm xưa cũ nữa. Nếu như trong gia đình người chồng ngoại tình, người chồng phản bội trước, thì không có cớ gì người vợ lại bắt buộc mình phải chung thủy cả. Rất ít người phụ nữ có thể chấp nhận một cuộc sống rằng chồng đi ngoại tình, còn mình thì cứ một lòng sắt son. Ít nhất họ cũng phải ly hôn, còn nếu không để đáp trả lại thói trăng hoa của chồng, thì họ sẽ sẵn sàng cặp kè với một người đàn ông khác với thái độ đầy thách thức mà chồng cũng không thể làm gì được họ. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian, đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.